dàn mini đến từ thương hiệu Panasonic. Hàng nội địa Nhật sử dụng nguồn điện 100V, model là Panasonic BM710SD. Hiện tại thì em đang có 3 bộ dàn như vậy. Hai bộ này là full chức năng, gồm có 5 CD, MD, thẻ nhớ SD, ngõ AUX, kết nối điện thoại, TV, máy tính, tất cả đều hoạt động ok. Giá bán là 1,2 triệu một bộ. Và bộ bên này là lõi CD, chức năng MD, hoạt động ok, ngõ AUX, kết nối điện thoại, TV, máy tính, hoạt động ok. Có giá bán là 800.000. Các bác có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, chỉ cần cho địa chỉ là hàng ship tận nơi. Các bác vui lòng chuyển khoản cọc giúp em 300.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Nếu chuyển đủ 100%, bên em sẽ tặng cho mình một nhợ dây, hai đầu bông sen Gazak 3.5 dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính. Bây giờ em sẽ quay mặt sau góc cạnh lo cho mình tham khảo. Âm ly và lo đánh BY 2 cầu 4 đường tiếng trắng xanh đỏ đen cho chất lượng âm thanh đều các dãy. Công suất lo là 80W, trên cặp lo công suất âm ly là 56W. Đây là ngõ AUX kết nối điện thoại, TV, máy tính. FM tần số là 90, cắm anten vào đây để nghe radio. Tổng thể mặt sau của 3 bộ dàn. Các bác có nhu cầu mua bộ 800.000, nghe được MD kết nối điện thoại hoặc là full chức năng, giá 1,2 triệu thì cứ liên hệ qua số điện thoại cũng như Zalo 0931008099 để em chốt hàng. Bây giờ em sẽ test nhạc qua chức năng CD ở bộ dàn chính giữa này cho mình tham khảo nha. Bây giờ mình sẽ stop bên này, lấy đĩa ra. Ở đây nó có nút check CD nè, mình có thể cho ra 5 đĩa hoặc là 1 đĩa theo nhu cầu. Chút xíu mình sẽ test luôn bộ bên này nha. Rồi bây giờ mình sẽ nghe nhạc test qua tiếng hát ca sĩ Thanh Tuyền. CD mình có thể lấy một lượt ra 5 đĩa ok nha. CD, MD, SD, ngõ AUX, cái nó điện thoại, tất cả đều hoạt động ok. Đây mình có hai bộ, giá bán là 1,2 triệu trên một bộ nha. Lưu ý giúp em, đây là hàng nội địa Nhật sử dụng nguồn điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu các bác có nhu cầu chuyển điện từ 100V lên 220V hoặc là có nhu cầu gắn thêm Bluetooth phía trong âm ly thì liên hệ em sẽ nhờ thợ chuyển điện và gắn Bluetooth cho mình. Và bên em có bán cái rò mắt học, tức là cái khiển học, mình có thể chỉnh được bass, trep, chỉnh được super bass siêu trầm, chỉnh được full chức năng trên dàn. Bên em có bán đĩa CD và đĩa MD nhận chép nhạc theo yêu cầu. Chỉ cần các bác gửi tên ca sĩ hoặc là tên bài hát vào Zalo, nhân viên bên em sẽ chép theo đúng ý thích của mình vào đĩa CD cũng như là MD. Và bây giờ mình sẽ nghe nhạc test remix sôi động qua chức năng bộ dàn 800.000 rồi em xin kết thúc clip. Cần mua hàng vui lòng liên hệ 0931008099 giúp em. Ngọt ngào đến mấy cũng tắt mây, dại khờ thôi khi đang bàn tay, yêu thầm cho hết chi dư lại đây, bên gầy, xem như em chẳng hay. Rồi buồn em giấu sau lỡ còn mơ, vương cười khi biết em là người giữa hai người, còn lại gì cho nhau, ngoài như lời ngôn tình quá,
em thấy